Rồi, quá dễ dàng. Anh có ý định mở quán nước không ạ? Thì đến uống không? Không đến. Mọi người ơi, dừng lại cái chuyện xin này đi nhá. Tí là quay xong rồi lít dẫn mọi người đi ăn đi uống đường như vậy nữa. Giữ lại cho mình một chút tinh tế. Người ta hỏi để đến ủng hộ chứ ai xin cho em. Chị vừa nói dứt câu chị bảo chị xin xong. Chị có nói là xin đâu, chị bảo là đến để ủng hộ. Em nhầm, em xin lỗi fan nè. Em đến xin bầu chờ thôi ạ. Rồi em có định mở ra cái quán nước không? Có thể trong tương lai là có. Đấy, tâm lý. Chúc mừng anh chưa? Dạ không. Em có ý định là mở quán ăn vặt và quán đặt sữa thôi. Ăn vặt ở đây rất nhiều người thích ăn vặt đúng không? Còn không biết là anh có thích nhậu nữa không? Ở nhà em có một đứa em thích nhậu lắm á. Nhưng mà nhậu phải không mặc đồ nha. Sao vậy? Sao lại không mặc đồ? Sở thích của em. Đó là một sở thích rất là lạ. Gu lạ. Thực tế quá. Gu mặn quá, gu mặn. Wow, có vẻ như bạn này biết làm nhiều quá. Pha chế thì pha chế được rất là nhiều loại nước uống nè. Ẩm thực thì cũng biết sơ chế, biết nấu ăn nữa. Chị tò mò quá hay là... Thì anh nghĩ là một người đàn ông hiện đại thì nên biết nấu ăn. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chính chị xác muốn biết là cái đó là mình nói thôi. Biết đâu làm được thiệt ở ngay đây thì sao? Được không? Dạ... Chị muốn em pha chế vài món nước cho các bạn ở đây. Yes! Uống. Yeah, yeah! Yeah! Có cái gì nữa mà? Hai giờ sáng em gọi chị không bắt máy. Thấy em phải không? Chụp khoảnh khắc. Xong rồi chụp tới đứa nào cũng đang nhắm mắt mở mỏ. Cocktails. Serrat cocktails. Anh ơi đừng có ẹo như vậy nha. Đừng có ẹo như vậy. Chị cũng biết pha chế đó. Dạ. Em pha chị chế. Không, chị đùa thôi, nhưng mà chị biết pha chế thiệt. Chị pha cà phê sữa đồ á. Cà phê đen, cà phê sữa phải không vậy? Không nhiều lắm thiệt, chị có đi học mà. Ok. Em biết pha chị, mà pha sắp phá. Tưởng em giống chị chứ. Người khác pha em. Rồi, bây giờ em sẽ làm món gì cho các em ở dưới này vậy? Dạ, em sẽ làm soda kiwi ạ. Okay. Soda kiwi. À, là mình bỏ soda với mấy lát kiwi vô thôi. Đúng rồi. Bỏ chị kiwi vô. Nó có gồm nhiều nguyên liệu khác nhau. Dạ không ạ, rượu là cocktail rồi. À, còn đây là mocktail thôi hả?
Cũng không phải luôn. Cái này là soda. Soda dùng nước có ga thôi. Ok. Nhìn nó đơn giản là soda có vị trái cây. Rồi em làm đi. Mình có định lượng gì không? Dạ có định lượng nhưng mà em thì em pha chế khá nhiều rồi nên là em có thể tự đong được. Cái lá chanh. Trời ơi, ở trên này màu xanh hợp với lại Hà với lại Oxy quá nè. Chị em cũng màu xanh nè. Xanh nó không. Xanh của em là xanh ice cream. À, còn là đây là soda kiwi nữa chứ. Em nghĩ kiwi là cái vị khá là dễ uống nên là em quyết định lấy kiwi. Đa số người nhiều người cũng thích kiwi. Rồi cái xong mình khuấy lên đúng không? Dạ. Chưa luôn. Dạ, chưa. Wow. Thơm lắm các em ạ. Rất là thơm. Chị Nhã làm một ly. Hả? Làm một ly trước. Rồi mình có một khuấy nó lên nè. Không luôn, mình để vậy luôn. Ok. Cái này một lát nữa thì tụi mình sẽ cùng nhau thử ha. Tại vì có chuẩn bị sẵn rất là nhiều ống hút luôn. Mà bây giờ bưng xuống cho từng bạn thì nó hơi khó. Cho nên bây giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần từ khóa. Hay quá. Miên thứ 11. Rồi. Để chị nhìn nha. Trò chơi này chắc là em cần hết tất cả những cô gái ở phía dưới lên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, cần chị đi vô nha. Em sẽ tiếp quản sân khấu từ đây. Dễ thương quá, cảm ơn em nhiều. Các em ở lại chơi vui nha. Bye bye. Thì trò chơi này anh xin mời tất cả các cô gái lên sân khấu ạ. Con bé buồn không em? Buồn không cưng? Hello everybody. Xong. Nhiệm vụ gì nè? Gì nè? Nựng cái chị anh. Lúc nào ta? Lúc mà bước lên em đã chỉnh cái máy của chị anh. Tuy là không có máy nhưng mà em cứ sợ thôi ạ. Muốn hẹn hò cùng các chàng trai chín chắn và các cô nàng xinh xắn tại app Wow đây ngay. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở đây trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.